Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe 4 bánh ATV lớn, sử dụng trục sau phanh dầu, chạy nhông xích, cầu trước hệ thống càng chữ A, hệ thống lái, vô lăng, chân phanh. Cái loại bánh này là bánh trừ 8, có đường kính là 40cm và bản rộng của nó là 22cm. Gân thể thao. Cái loại này thì có chiều rộng là 1m, tính cả bánh nên là 1m15. Sử dụng làm xe 2 chỗ rất là rộng rãi và thoải mái. Chi tiết của cái bộ phụ tùng này thì mình xin giới thiệu từng món một như sau. Đầu tiên phải kể đến là hệ thống trục sau. Hệ thống trục sau thì có chiều rộng là 1m, chưa bao gồm bánh. Sử dụng cái phần mặt bích này để làm một cái nhông chuyển động. Và bên này là mặt bích để bắt phanh. Đây chính là cái đĩa phanh của nó này. Còn đây là cái nhông của nó này. Của nó đi kèm theo là bộ cụm phanh dầu, tổng phanh và hai cái gối đỡ. Đây một gối và bên này một gối. Đối với cái bộ phụ tùng này thì các bạn có thể lắp một cái xe 2 đến 4 chỗ rất là đẹp và khỏe. Có thể sử dụng động cơ xe máy hay là động cơ điện đều rất là ok. Động cơ xe máy thì bên em có các loại là động cơ 3 số tiến và 1 số lùi. Lắp vào cái bộ này thì không còn gì để chê đó. Và bộ đấy thì bên em cũng có đầy đủ, lúc nào cũng có hàng. Loại một loại nữa là 1 tiến 1 lùi. Thì nó không cơ động bằng 3 tiến 1 lùi nhưng nó rất là nhẹ nhàng và giá thành nó giảm hơn một chút. Đây là cái hệ thống giảm sóc trước. Giảm sóc trước thì sử dụng giảm sóc 2 lò xo. Rất là đẹp và đây là hàng chất lượng. Rất là đẹp, độ cứng thì vừa phải. Có chiều dài lớn cho nên là nó vừa đảm bảo độ cứng mà lại vừa đảm bảo nhún tốt. Còn đây là hệ thống càng chữ A. Càng chữ A này là càng chữ A dùng cho xe 4 bánh loại đặc biệt. Đối với bộ càng chữ A này thì nó sử dụng cái càng chữ A khỏe. Đây các bạn nhìn thấy cái độ khỏe của nó rất là khỏe, cứng cáp. Có hàn sẵn tay để bắt giảm sóc. Và ở dưới này phụ kiện tay ôm lên khung và tay ôm lên giảm sóc lên khung. Bộ này thì không được trang bị phanh trước, phanh dầu, nhưng mà có thể lắp thêm được. Và nó có sẵn hàng. Đây là với nhu cầu giảm chi phí lớn nhất cho khách hàng, cho nên là có thể bỏ qua bộ phanh dầu trước. Còn các bạn lắp đặt thì có thể hoàn toàn sử dụng một bộ phanh dầu trước. Và bộ này sẽ được giới thiệu trong video tiếp theo về bộ phanh dầu, nó cũng có sẵn thôi. Đây là toàn bộ phụ kiện đi theo của nó. Hốc, bu lông đầy đủ, hệ thống lái, thước lái, thanh rằng và phần cột lái. Cột lái, đây là phần cột lái trên. Đây là phần vô lăng. Với cái phần cột lái này thì chiều dài cột lái có thể được tùy chỉnh tùy theo khách hàng. Cũng rất là đơn giản thôi, một là các bạn lấy sẵn cây như thế này. Hai là các bạn có thể mua hai cái khớp đầu này về và hàn dài bao nhiêu cũng được. Ba là về mình cắt này ra rồi mình nối dài bao nhiêu thì tùy chỉnh. Cái này nó chỉ là một cây sắt bình thường thôi. Cho nên là việc cắt dài ra nối ngắn lại thì đối với anh em chế xe thì nó không phải là một vấn đề lớn. Dài bao nhiêu cũng được. Đi kèm với nó là một cái bộ này là bộ chân phanh. Đây là bộ chân ga, bộ chân phanh. Nó được lắp cho cái bộ phanh dầu này. Đây. Các bạn khi lắp cái bộ chân phanh này lên xe thì cái phần chốt này là chốt lên khung. Còn phần gắn lên đây.
mình sẽ gắn thử cho các bạn xem nhé. Thì các bạn chỉ cần dùng một con ốc bình thường thôi, con ốc nhỏ, các bạn xỏ qua cái lỗ này, chốt này, và xỏ qua lỗ này là xong thôi. Đây, các bạn sẽ gắn một con ốc 6 này qua cái chân phanh như này đó, và đây là một phần bản lề lắp vào đây. Phần chốt đây. Đấy, khi các bạn đạp phanh này thì cái bình ti dầu là nó sẽ lén lại và nó ép lên cái củ phanh này, làm là ôm chặt cái phanh đĩa lại. Cách lắp đặt thì rất là dễ dàng, chỉ có như vậy thôi. Còn đây là phần gối. Để ngoài cái một số thắc mắc của các bạn là có thể là sẽ hỏi là khi hai bánh đồng tốc thì nó sẽ có sự rê kéo, thì nó cũng có một sự rê kéo nhất định khi mình vào cua, còn hầu như trên đường thẳng thì nó cũng không có sự thay đổi rất là ít. Ngoài ra thì để khắc phục cái đấy thì các bạn cũng có thể mua bù thêm hai cái gối nữa. Hai cái gối này các bạn cắt đôi cái phần trục giữa này ra, và mỗi bên các bạn sử dụng hai gối, thì khi đó nó sẽ hoạt động độc lập, tải một bánh và phanh một bánh. Thì đối với cái xe 4 bánh thì tải một bánh và phanh một bánh thì nó cũng bình thường thôi, không có gì là ghê gớm cả, mà nó cũng chạy bình thường. Đây là chi tiết của một bộ. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Bên mình thì lúc nào cũng sẵn hàng. Đây chính là tổng quan một cái bộ như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và nhận được những cái thông báo mới nhất khi có video mới đăng lên.